trưng bày những sản phẩm như dây nịt, dụng cụ nấu ăn và quần áo. Những tiểu thương này nóng lòng buôn bán trở lại tại chợ trời hàng tuần này sau 5 tháng đóng cửa. Tuy nhiên, những đám đông săn lùng món hời trước đại dịch này không còn. Tôi từng kiếm được khoảng 2-5 đô la mỗi ngày. Đến giờ tôi thậm chí còn chưa bán được món hàng nào. 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có khách. Những tiểu thương này mang đồ của họ đến các chợ vỉa hè được tổ chức trên khắp thành phố. Nhưng người mua hàng vẫn cảnh giác khi số ca nhiễm COVID-19 vẫn gia tăng ở Delhi. Có vẻ như sẽ không ai đến. Vào thời điểm này, trước đây có nhiều người lắm, bây giờ không có ai cả. Đại dịch đang hoành hành ở Ấn Độ, nơi ghi nhận 2 triệu ca nhiễm vào tháng 8, mức cao nhất thế giới. Tuy nhiên, các thành phố như Delhi đang nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế để khôi phục sinh kế cho nhiều người giữa những lo ngại về rủi ro sức khỏe lâu dài do mất thu nhập. Có những hậu quả to lớn về mặt dinh dưỡng ở trẻ em, các dịch vụ tiêm chủng bị gián đoạn và những điều này có khả năng ảnh hưởng lâu dài, 2, 3 năm hoặc thậm chí có thể lâu hơn. Chính phủ phân phát miễn phí ngũ cốc và đậu lăng cho người nghèo. Điều đó giúp một phần, nhưng với việc mất thu nhập, nó không đủ đối với nhiều người. Thật khó mua được rau và sữa. Tôi hy vọng giờ đây tôi có thể mua những thứ này cho con tôi. Nỗi lo mua đủ đồ ăn luôn nằm trong tâm trí của Mohammad Shaizan khi mà gia đình anh phải cắt giảm khẩu phần của mỗi người. Tôi sợ mắc phải virus corona, nhưng tôi phải đi làm để kiếm sống. Bởi vì ngay cả khi virus không lây cho chúng tôi có thể chết vì đói. Nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Chiếc xe tải này đã sẵn sàng để tiến hành các cuộc xét nghiệm. Các quầy hàng được đặt cách xa nhau. Các thông báo lặp đi lặp lại, nhấn mạnh sự an toàn. Chúng tôi đã đặt các máy khử trùng. Tất cả các quầy hàng đều có chất khử trùng và chúng tôi phát khẩu trang cho những ai không có. Tuy nhiên, hy vọng đang chuyển sang thất vọng. Sau khi mở quầy hàng này, Hari Gobind Singh dự định gọi đại gia đình của mình quay trở lại. Những người đã rời làng khi không có thu nhập. Nhưng giờ, anh không chắc chắn lắm. Tôi không chắc liệu công việc này có thể tiếp tục hay không. Chúng tôi từng kiếm được nhiều tiền trước đây và có thể nuôi cả hộ gia đình mình một cách dễ dàng. Hai chúng tôi nuôi 20 người, nhưng chỉ có tôi mới biết hiện tại đang chật vật như thế nào. Vết sẹo của nền kinh tế giữa đại dịch sẽ không sớm phai mờ. Mặc dù các thành phố nơi nhiều người kiếm kế sinh nhai đã mở cửa trở lại.